Chào tất cả mọi người, mình là Đá Hoàng 336. Hôm nay mình sẽ làm một video nhanh để giới thiệu với mọi người một bộ bàn trống với chất đá đỏ vân rồng cực kỳ đẹp. Bộ bàn này có kích thước mặt là 95cm, đường kính thân lớn nhất là 4m1, kèm 8 đôn, mặt của mỗi đôn có đường kính là 30cm. Xung quanh thân bàn được đục hình hoa sen, nền đục băm để làm nổi các họa tiết. Mặt bàn được đánh bóng hoàn toàn tự nhiên, có độ bóng gương. Mọi người có nhu cầu mua hàng, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên góc màn hình nhé. Giá của một bàn 8 đôn là 40 triệu, mình có hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video của mình. Hẹn mọi người trong các video lần sau. Bye bye!